Em bác Khuê đã đăng điểm chưa để em còn phát Facebook. Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay nhà mình có cỗ. Thế phải phát lên để cho bà con biết. Bác Khuê xin phép bác Khuê nhá. Bác Khuê chưa đăng điểm thì bác Khuê đi đăng điểm đi. Đấy, nhà đông quan đông cháu mọi người thấy có sướng không? Có bàn các chú mạng rất là yếu. Đấy, con cháu đầy đàn này đông sướng không? Đây giám đốc nhà tớ. Hai giám đốc. Anh hai thấy bảo thế là bỏ mũ ra luôn. Đầu cũng không kém phần ông trọng. Toàn nhà toàn giám đốc kìa. Toàn giáo sư. Hôm nay xin giới thiệu với cả nhà, hôm nay nhà mình có dỗ bố chồng mình. Đây là đằng nội nhá, bác cả. Con cháu rất đông đây này. Các chú các thím là chỉ đứng chỉ tay thôi, không phải làm gì cả. Khoe trang điểm chưa? Chị bố là bao giờ tao trang điểm thì mày mới được quay. Chị dâu hai đấy cả nhà. Đây là chị dâu ba. Chị dâu cả đâu rồi? Khỏe đấy. Nhà bốn chị em dâu mà. Thúng bao nhiêu nồi rồi. Cái gì nhỉ? Bảo là cái gì nhỉ? Cái gì chị ơi? Chị em dâu nấu thịt trâu thủng nồi hả? Đây là chị gái. Quay nồi miến à? Quay nồi miến. Đây là dâu trưởng này. Đấy. Bác cháu trưởng coi mắt cháu dâu trưởng nhưng mà dâu trưởng nha. Bác dâu trưởng đang trong nhà. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là đất nhà mình ngày xưa. Đây bên này là đất của nhà mình ngày xưa này. Ngày xưa là mình lấy chồng là ở đây. Ông nội chia cho hai anh em mỗi người một nửa. Đây này là bác cả. Đây này là chú Út. Mình mới lấy chồng là Út. Đấy. Cái ao này ông chia cho hai anh em chung nhau này. Mình bán cái phần đất này đi. Và ra kia mua được một lô đất. Bây giờ là một bác hàng xóm mua ở đây ở. Hai anh em cũng coi nhau như là anh em, như là vẫn để lối đi bình thường. Hai nhà có công việc thì sang nhau. Đây là anh hai. À, anh ba anh là Nguyễn Xuân Trường. Em quay Facebook, anh chào bà con. Chào bà con nhá. Ôi giời ơi, bên cạnh là chú Nguyễn Xuân Thảo, là nhà thơ. Thơ nổi tiếng của xã Tiên Động. Với tôi mời chú là quan ông chú họ. Đây là anh hai Nguyễn Xuân Khoát. Quang Khoát cán bộ quân đội về hưu. Chị hai là Nguyễn Hồng Thị, hát rất hay, đặc biệt là cái nương. Thật thế, cái gì ông nội hát mình hay thế con ta. Đây là hai cháu gái. Đây là cháu dâu trưởng. Đây là cháu giai trưởng. Kia là cháu rể. Rất nhiều cháu rể. Đây rể nữa.
Nhà rất nhiều ngoại. Vẫn còn thiếu hai giấy à? Đâu nhỉ? À, Nhung. Ba giấy. Toán. Thế Toán với này Linh với này Toàn. Toàn nữa chẳng thiếu ba. Đây là chị dâu 2. Đây là chị dâu 3. Chị dâu cá trong nhà. Không nên chị gái 4. Không nên thực. Là dai út. Nhưng mà đây cũng nhiều dưa. Nhưng mà nhiều lắm. Có múc tiếp vào cho tí cho chị Quan quan miếng không? Cho tiếp. Không. Chị Quan nó thích ăn miếng. Hai bát đủ không? Cái này có đủ không? Không đủ được. Múc cho bọn chị Quan này này. Đúng rồi. Nhưng mà trẻ con nó lại thích ăn miến cơ, nó không thích ăn... Đây là những chàng trai, cô gái. Dạ, vâng. Ê, chị ra đây em giới thiệu bà con, người ta không biết bác cá là ai. Bác Trung ơi, bác Trung ơi, bác Trung ơi, bác Trung ơi. Ra đây em giới thiệu bà con biết đây là chị dâu cá, người không biết. Đây là chị dâu cá nhà tôi. Yeah. Bốn chị em dâu mà cãi nhau thủng rất nhiều nồi rồi. Chị chào, chị em quay Facebook thì có chào bà con thì chào. Ông thực á? Ông tài nhé. Với ở đây thì. Thế đâu? Quay chú nào? Dài, cháu dài đang hóa vàng. Quay lấy điện thăng lên dài nháy thằng chú đâu. Chào cả nhà nhé. Chú đâu đã vào đâu mà thím được vào mà. Ừ. Ông ấy vào mà mình mới được vào chứ. Cháu rẻ. Xin chào bà con nhé.